Nam Định sẽ sử dụng lối chơi nào khi đối mặt với đội chủ nhà. Hôm nay đang có phong độ không tốt. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, thì cầu thủ chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn trong bộ trang phục màu trắng. Cầu thủ số 3 Kim Dong Su, số 4 Damir Memovic, số 6 Lương Xuân Trường, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Trần Minh Vương, số 9 Nguyễn Văn Toàn mang băng đội trưởng. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là ông Ketisak. Còn đây là ông Nguyễn Văn Sĩ, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Nam Định. Cho tới thời điểm này thì thành tích của Hoàng Anh Gia Lai là 6 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Để mất bóng rất nguy hiểm. Sút xa! Cơ hội dành cho đội bóng vàng cách đây bất ngờ. Đó là cú sút đầu tiên của cầu thủ Nam Định trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống 2-4 và tiền vệ của câu lạc bộ Nam Định đã quyết định tung ra cú dứt điểm ở cự ly chừng 20m. Pha dứt điểm vừa rồi thuộc về Phạm Minh Nghĩa. Văn Thanh, tốc độ của những đợt lên biên luôn được duy trì tốt bởi Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đúng vào, sút bóng. Tỷ số được mở cho các cầu thủ Anh Gia Lai rất nhanh. 7 phút thi đấu và bàn thắng đầu tiên, và vẫn là pha ăn mừng quen thuộc này. Người dứt điểm là Công Phượng. Và dứt điểm một chạm gọn gẽ đưa trái bóng về phía góc xa. Và lập công thứ 15 của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Và 9 trong số đó thuộc về bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng. Vừa rồi cũng là bàn thắng thứ 4 của cá nhân Công Phượng mùa giải năm nay. Hoàng Gia Lai đang chơi thăng hoa ở V-League. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng ở phía dưới họ. Tiếp tục với Công Phượng. Bóng hướng tới vị trí của Damir Milovic. Thêm một cú sút nữa. 2 phút, 2 bàn thắng. Hoàng Gia Lai dẫn 2-0. Một sự thăng hoa trên sân Pleiku. Sự hưng phấn được đảm bảo. 2-0. Nụ cười của các chân sút của Hoàng Gia Lai. Những pha tấn công cho Hoàng Gia Lai vào thời điểm này. Tình huống phạt góc kết thúc, bóng bật ra và đó là một cú dứt điểm một chạm của Minh Vương. Không quá mạnh nhưng đủ khó để đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Lần lượt Công Phượng và Minh Vương đã lên tiếng. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng này của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Hai bàn thắng trong 10 phút đầu tiên. Có được bàn thắng thứ 6 trong mùa giải năm nay, trong trận đấu này hay không? Cự ly của quả đá phạt là tương đối xa. Bóng được chiều về phía cột xa. Rất nguy hiểm, không thể có được pha đánh đầu nối tiếp theo. Vừa rồi là tình huống đánh đầu chiến thuật được hiện bởi Rodrigo. Hãy cùng xem lại pha phối hợp này. Vẫn sẽ là quả đá phạt của Rodrigo. Trái bóng lại đi chạch tuột dọc sau khi chạm vào rào của Anh Gia Lai. Một tình huống mà thủ môn Tuấn Linh đã đứng nhìn. Một chút nữa thôi là Nam Định đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Huỳnh Tuấn Linh đã đứng nhìn, nhưng trái bóng vẫn còn đi chạch cột dọc một chút. Quả đá phạt góc dành cho đội khách. Brandao vừa ngã trong khu vực 16m50. Và một quả đá phạt 11m. Và có lẽ là cơ hội sẽ được trao cho Văn Toàn. Trước đó thì Minh Vương cũng đã được trao quyền đá phạt 11m trong ngày sinh nhật của mình ở V-League 1 2021. Một tình huống phạm lỗi khá thô. Cơ hội dành cho Văn Toàn. Xin được chúc mừng sinh nhật của Văn Toàn với bàn thắng của anh từ chấm phạt 11 mạnh nhất của giải đấu. Quá thoải mái về mặt tâm lý cho Văn Toàn khi đối mặt với thủ môn Đinh Xuân Việt, khi đội bóng của anh đã có 2 bàn dẫn trước. Tỷ số là 3-0.
Đây là ông Đoàn Nguyên Đức. Văn Thành. Văn Toàn. Hết sức hợp lý. Văn Toàn. Văn Thành. Cú vào. Sút trúng đích đầu tiên nhưng không trở thành bàn thắng cho Hoàng Gia Lai ở hiệp đấu này. Những pha phối hợp đập nhả trong phạm vi nhỏ mãn nhãn của các cầu thủ áo trắng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm một chạm của Văn Thành. Và lần này thì Đinh Xuân Việt đã cứu nguy cho khung thành của Nam Định. Một ngày làm việc chắc chắn là sẽ rất vất vả với thủ môn kỳ cựu này. Vẫn đang là đội bóng áo vàng. Đó sẽ là một tiếng dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Cơ hội đầu tiên của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay đến từ một tiếng sút xa. Và bây giờ thì bàn thắng đầu tiên của họ cũng đến từ một pha bóng như vậy. Niềm vui lần đầu tiên cho các cổ động viên Nam Định. Trước khi Hoàng Xuân Tân có tình huống dứt điểm từ xa thì một pha va chạm mang tính chất giữ chân của cầu thủ áo trắng đã tạo ra khoảng trống cho Hoàng Xuân Tân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống sút xa thành bàn của Hoàng Xuân Tân. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định dứt điểm thẳng về khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Bóng vừa chạm đầu của Rodrigo. Chân trái, không vào. Đó là cú sút của Mai Xuân Quyết. Giữ được tinh thần tốt và cố gắng chắt chiu cơ hội. Đó là điều mà Nam Định buộc phải làm được nếu muốn tạo ra một điều thần kỳ. Thêm một quả tạt nữa. Tiếng còi đã cất lên. Và như vậy là đã có tiếng phạm lỗi. Cơ hội sẽ được trao cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ để có thêm một bàn thắng nữa. Và họ để thua bàn đầu tiên ở những phút cuối hiệp 1. Và trong tình huống này thì trọng tài Trần Đình Thịnh cho rằng đó là lỗi của Nguyễn Phong Hồng Duy. Tình huống đẩy người của Nguyễn Phong Hồng Duy trong khu vực 16m50. 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới của anh Gia Lai. Và bây giờ họ đứng trước nguy cơ sẽ lọt lưới bàn thua thứ hai ở trận đấu này. Rodrigo. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-3 cho câu lạc bộ Nam Định. Mọi thứ đang trở nên nóng bỏng hơn trên sân Pleiku. Và bây giờ cách biệt chỉ còn là một bàn. Hoàng Gia Lai dẫn 3-0. Nhưng bây giờ thì đối thủ của họ đã có được 2 bàn gỡ. Những diễn biến còn lại chắc chắn sẽ nóng bỏng hơn. Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa gặp Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng gặp SHB Đà Nẵng. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0. Randall. Sút bóng rất nguy hiểm. Pha xoay người và dứt điểm gọn gẽ của Brandao. Tình huống mà thủ môn Đinh Xuân Việt cũng đã kịp thời phản xạ. Cú đá có lực đi tốt của Brandao. Úp mù ở khoảng cách chính diện với khung thành của đội khách. Rodrigo, sút bóng. Cú đá không đủ mạnh. Lời qua tiếng lại giữa Memovic và Lâm Anh Quang. Chúng ta sẽ rút ra thẻ phạt dành cho cầu thủ của Nam Định. Thẻ vàng dành cho Lâm Anh Quang. Ở vòng đấu trước thì họ cũng có một bàn thắng ở những phút cuối do công của Wesley. Randall đã có một tiếng va chạm không bóng. Trọng tài đứng rất gần. Lâm Anh Quang đã nhận một thẻ vàng trước đó. Tiếng cản người không bóng của Lâm Anh Quang dẫn tới việc anh sẽ bị truất quyền thi đấu. Hai chiếc thẻ vàng chỉ trong ít phút dành cho đội trưởng của Nam Định.
Đội bóng vàng sẽ chỉ còn 10 cầu thủ trên sân trong những phút còn lại. Chính xác, thẻ vàng là xác đáng. Và đó là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho cá nhân Lâm Anh Quang. Hoàng Xuân Tân. Không thể tin được, Nam Định đã có bàn thắng sang bằng tỷ số 3-0. Tỷ số là 3-0 cho Nam Định. Một lần nữa Cảnh Xuyên ghi bàn trong những phút cuối của câu lạc bộ Nam Định. Hãy cùng xem lại tình huống này. Tỷ số là 3-0. Bàn thắng thứ 6 trên sân Pleiku. Không ai có thể tin được là Hoàng Gia Lai có thể mất điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì đó đang hiển hiện trước mắt họ. Chuỗi trận giữ sạch lưới bị cắt đứt. Chuỗi trận thắng liên tiếp bị cắt đứt. 3-0. Một cuộc rượt đuổi mà tỷ số và tinh thần của cầu thủ Nam Định miễn chê. Dũng Quang Nho. Trận đấu quá nóng bỏng ở những phút cuối. Penalty! Penalty cho Hoàng Gia Lai. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động. Những diễn biến mà không ai có thể ngờ tới. Penalty cho Hoàng Gia Lai. Quả đá phạt 11m ở những phút đá bù giờ cuối cùng. Hoàng Gia Lai có cơ hội từ quả đá phạt 11m. Người ngăn chặn quả tạt của Văn Thanh đó là Wesley. Công Phượng và thủ môn Đinh Xuân Việt. Công Phượng, bóng đi vào chính giữa khung thành và đó là bàn thắng mang lại sự bùng nổ. Sự bùng nổ cho cabin huấn luyện của anh Gia Lai. Quá vất vả để có được bàn thắng này. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng bởi một trận hòa sẽ giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của anh Gia Lai trong những vòng đấu sắp tới. Họ tưởng chừng như đã mất gần như là tất cả, nhưng cuối cùng thì vẫn có được bàn thắng quyết định này. 4-3 cho anh Gia Lai. 7 bàn thắng được ghi trên sân Pleiku. Pha lập công thứ 5 của Công Phượng ở mùa giải năm nay, bàn thắng quyết định. Không còn thời gian nữa rồi. Chiến thắng dành cho anh Gia Lai. Tỷ số là 4-3. Chỉ trong vòng có 4 phút đá bù giờ theo thông báo của tổ trọng tài, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Hoàng Gia Lai tiếp tục có một thắng lợi nữa ở mùa giải năm nay, tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Còn Nam Định dù thua, người ta vẫn phải ghi nhận tinh thần chiến đấu của họ cho tới những phút thi đấu cuối cùng. Họ san bằng tỷ số ở phút đá bù giờ thứ 3, nhưng lại không thể đứng vững khi thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây.